Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Jack chính thức lên tiếng sau bê bối tình ái. Tối ngày 10 tháng 8, Jack đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau những ồn ào diễn ra trong thời gian qua. Trước tiên, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi người hâm mộ và công ty, đối tác vì chuyện riêng tư đã làm ảnh hưởng đến công việc chung. Đặc biệt trong tâm thư xin lỗi, Jack thừa nhận mối quan hệ với Thiên An kéo dài 2 năm và mong được nhận trách nhiệm làm cha đối với bé Son. Tuy nhiên, anh không đã động đến chuyện ngoại tình, bắt cá nhiều tay trong thời gian qua lại với Thiên An. Jack cũng chia sẻ thêm, trước khi có thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào, anh tự đặt ra mục tiêu tu thân. Rất có thể sau vụ việc này, sẽ có những khán giả rời đi, nhưng kể cả khi dưới sân khấu không còn một ai, nam ca sĩ vẫn tiếp tục hát cho đam mê của mình. Dưới đây là toàn bộ tâm thư của Jack. Xin chào mọi người, mình là Jack đây. Các bạn lo lắng lắm rồi đúng không? Bản thân Jack lúc này không khác gì hơn ngoài hai từ xin lỗi. Xin lỗi tất cả mọi người trong những ngày qua, vì những thông tin không hay liên quan đến cá nhân Jack đã làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của mọi người, trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch. Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fan đông của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này. Đây là vì cá nhân Jack nên rất mong cuộc sống, quyền riêng tư của những người không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng. Jack cũng muốn chia sẻ thêm một số câu chuyện, đúng sai cũng rất mong manh nhưng dù sao nói ở đây là cần thiết cho mọi người và cho chính Jack. Jack và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi Jack tách ra và hoạt động riêng thì có gặp lại. Từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường. Mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này, Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào. Mong các bạn loại trừ những câu chuyện gán ghép với những người không liên quan, họ phải chịu gièm pha trên mạng xã hội. Những ngày qua, Jack không thờ ơ với những lo lắng của khán giả yêu mến Jack đang gặp phải. Nhưng ở những lúc căng thẳng như thế này, Jack cần giữ một tinh thần sáng suốt để cùng gia đình liên hệ, tìm hiểu và giải quyết các khúc mắc và là nguồn cơn của sự việc ngày hôm nay. Và khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, Jack hiểu mình cần phải làm gì để thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân mình với những việc xảy ra. Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành. Tuổi trẻ đã gặp quá nhiều thách thức và cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ, nhưng Jack thật sự chưa đủ bản lĩnh vượt qua. Hôm nay Jack muốn thẳng thắn đối mặt với những sai lầm và đón nhận bài học cho mình. Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể sẽ có người quay đi, có người ở lại. Nhưng dù đi hay ở, Jack đều trân trọng quyết định của mọi người. Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày, dưới sân khấu không còn ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho đam mê của mình. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến. Cuối cùng, xin lỗi vì tất cả. Trước đó, lùm xùm của Jack bắt nguồn từ việc một cô gái tên Thảo Vi vì quá bức xúc khi phát hiện bị cấm sừng, nên đã liên hệ với Thiên An, nữ chính trong MV Sóng Gió của Jack để làm rõ vào ngày 6 tháng 8. Sau đó, lần lượt các cô gái số 3, số 4 lộ diện với nhiều tình tiết gây xôn xao dư luận.